Và tiếp nối cho không khí mùa xuân của ngày hôm nay thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với một tiểu phẩm vui, Rể Nội, Rể Ngoại, tác giả Đinh Tiến Dũng, với sự xuất hiện của ba nghệ sĩ hài Quang Thắng, Thanh Thanh Hiền và Xuân Hinh. Xin mời quý vị. Hiền ơi! Hiền ơi! Thế giờ này vẫn ngủ chuông, ngủ nổi, ngủ thối, ngủ phành ra thế à? Con dậy rồi mà thấy. Xuân đã đến bên em, dáng em cũng tuyệt vời. Nắm môi đủ các loại dê, chúc quý vị đây khỏe như dê đầu đàn. Dê cụ ạ. Ui giời ơi, chết. Em mà có mỗi cô con gái mà. Chết bây giờ mày vẫn chưa dậy à Hiền ơi? Ôi giời, con đang làm ăn sáng cho thầy đấy. Đấy, đấy, cháu đấy, đấy, cháu là con nhà Cành Vàng Lá Ngọc đấy. Mà họ nhà Kiều tên gọi là Nguyệt Nga đấy. Mà cháu mỗi đợt kiếm anh Lục Vân Tiền mà chưa kiếm được. Con nhà thế quá khổ chứ. Không biết là sao nó cứ nhắn chứ nhỉ. Cứ nhắn đi. Không biết là cái thằng nhận tin là thằng nào mà mất dạy thế chứ. Em là em chỉ có đọc được tin chứ em không gửi được đi. Em không nhắn được. Không biết là sao nó lại nhắn thế chứ đi. Con cái. Ôi giời. Dậy đi thôi. Ôi trời. Dạ con phanh phào vây hầm phì. Dạ con cháu chào thầy ạ. Anh dạ. Tên là gì? Dạ con là Thắng ạ. Con đến con tìm em Hiền ạ. Dạ. Cái quốc này của ai đây? Dạ thưa thầy của con ạ. Con vừa đi làm đồng về. Thế anh dựng ở giữa nhà tôi đây. Anh định đào mương xẻ rãnh gì? Anh định chặt cây sống dòng cây chết gì? Anh định đào mồ quốc mã gì nhà tôi ở giữa đây? Ôi, con xin lỗi ạ. Con xin lỗi, con cất luôn. Dạ. Cái loại vô ý thức thế đó chứ. Mang cái quốc vào là nó đặt ngay giữa nhà. Ừ. Cái loại chưa từng thấy. Thầy khỏe không thầy? Khỏe đây vật nhau với mày à? Ừ. Tao xin giới thiệu với mày là tao chưa bao giờ phải dùng thuốc bao giờ nhé. Mà cái đứa nào mà yếu là cứ thấy ho, đứng gần gái. Ho xong bạn gái hỏi mà nó yêu em đi thì bảo anh đang đau đầu. Con biết rồi. Thầy chuyển. Mày ngắm mày đi. Dạ, con sao ạ? Mày là có tấc rưỡi đúng không? Dạ. Tao có một đẫn, con kia nửa đẫn. Thế xong rồi lấy nhau đúng không? À, lấy nhau thế là đẻ ra toàn chim cánh cụt đúng không? À, có phải không? Mày vào đi mục đích ấy đi. Thầy cho con ngồi. Mày ngồi đi. Dạ. Mày ngồi tao nói chuyện với mày. Hôm nay dạ. Tao phải nói chuyện với mày. Thôi thầy ơi, chắc con mày vừa đi làm đồng về, quần áo con bẩn thầy cứ cho con ngồi. Mày ngồi thoải mái đi. Vâng. Thầy nói ạ. À, thế mày định chiếu tướng bắt xe à? Mày thu mẹ mày pháo vào. Thầy. Pháo có lên đồi cao được không? Mày vào mày quẫm con tao hay mày quẫm tao? Mà mày ngồi mày ngồi mày thả dê. Mày thả dê ra đấy. Nhân nhà mày chứ hả? Nói với mày. Thầy, thầy không gả cho con thì thầy gả cho ai đây? Tao không gả cho mày được nhá. Sao? Tao giờ phải thay đổi rồi. Mày nhìn mày xem. Mặt thì lưỡi cày, môi thì dày. Cái mũi mày to bằng cái nắm đấm cửa ấy. Mẹ chả liên quan gì đến cái mặt. Nói chung là tao gả không gả cho giai ta nhá. Bởi vì bây giờ là cứ phải ngước nhìn lên thế này mệt lắm. Tao muốn lại giống hiểu không? Tao gả cho Tây, không gả cho giai ta, hiểu chưa? Gả cho giai Tây mày biết chưa? Tây á? Tây còn gì nữa? Tao nói chứ mày không hiểu, mày cứ từ đấy cho mày cứ ra. Mày biết. Suốt ngày em có đứa con gái canh như canh lưới. Thầy, không gả là không gả nhá. Nó khổ chúng mày đâu. Mẹ canh con gái như canh lưới. Giờ vẫn cứ dậy. Bao năm nuôi con chăm bắm no toan, đến giờ này thì vừa xinh lại vừa ngoan. Mấy thằng dài phố vẫn về đây tán kho. Thằng còn khóc lóc lại than. Tôi mê dài tây không thích dài ta, nhưng vùng này tìm tây chẳng ra.
cháu thì đã lớn lắm mà thằng Xí Sơn, mong cho con lấy chồng đây là hơn. Nó mới nói thích lấy chồng, chắc nó đã có đám nào đó đã rằng nó sẽ dắt về giới thiệu với mình. Thế rồi tính chuyện chầu cao rồi động phòng luôn, luôn và luôn ngay. Úi dồi ôi, úi dồi, động phòng luôn á? Mày động phòng luôn ấy gì? Không. Mày chắc nói thế rồi đúng không? Thưa thầy là con yêu em Hiền lâu lắm rồi, con chỉ dám cầm tay thôi. Chén nó chưa? Chưa. Cút ngay. Sao cút? Tao đã bảo là tao không gả cho giai ta. Mày có cút không? Cái con đó. Ôi giời ơi các bác ơi, mệt quá, cứ có cô con gái. Ôi các bác ạ, đẻ con gái ấy nó như đánh canh bạc ấy. Đặt vào mà cái thầy cổ... ơi. Cái gì đấy mày? Đẻ con gái nó như đánh bạc ấy, đặt tất vào một cửa. Thế mà được vào cái cửa sáng ấy thì còn lãi tí, nó vào cái cửa tối là tịt mẹ luôn. Đấy, đây 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 nhá. Có cái cục gạch thì không dính vào người, xong cứ để một chỗ xong rồi đi tìm loạn. Ủa thôi thôi, điện thoại của tao cứ để đấy. Tao đây. Đâu thế? Mày cho tao ăn phở. Phở đi. Đây đây đây. Đũa thầy đây. Úi dồi. Để bát thầy đây. Úi dồi ôi. Sao thầy cứ úi dồi thế? Thầy không ăn nhanh này là nó nguội hết bây giờ đấy nhá. Úi dồi ôi, chết chết con ơi. Con ơi, con ơi, con ra đây. Con ơi, chết đây, chết. Cái này phải dậy thế con ạ. Dạ. Chết chết con đi lấy chồng mà chết thì con chống cái đũa thế, xong con cầm cái bát con đập như thế thì tôi chết quá, không đập vào mặt nó. Con không nhá. Làm thế là thầy cứ nói suốt đi. Ôi giời ơi, con thế này nhá, thôi, con bây giờ là phải lấy tây rồi. Cho nên bố phải dặn, phải dạy con thế này này. Cái người tây ấy là người ta không ăn bằng bát đũa đâu, ăn rồi. Bằng tay. Rồi. Đấy, thế giờ mà ăn bằng dao, bằng dĩa, bằng thìa mà con đập như thế thì quá, con cầm con dao con bảo là anh đâm chết mẹ em đi. Thế con phải làm nào? Bây giờ cho tất cả vào một cái khay, dịu dàng nói là mời anh xơi quà. Vâng nhá. Rồi con thế. Biết rồi. Đàn bà này đứng phải vững đôi chân, đi thì chớ quá động quần tả tơi. Rồi thầy nhớ lấy con ơi, mẹ mày nhà tao mày cứ nhìn mày rộng thình thình thình. Khổ lắm thầy dạy mãi rồi. Con nhớ rồi, cho thầy cứ nói nhiều ấy. Bà đi nói này, nhiều quá con lại quên. Này, nhẹ nhàng thế này, đàn ông đứa nào nó thích. Nói đi, nhắc lại đây, con nhắc lại nhá. Ừ. Tây người ta ăn dao dĩa thì không có đưa vào tận tay, à. Mà mình để ở trong mâm thôi, à. Xong rồi con sẽ mời thế này này, em mời anh xơi quà. Ôi giời. Mời anh xơi quà. Ôi giời. Vẫn cứ ôi giời là thế nào? Ôi giời. Con nói đúng rồi còn gì? Ôi giời. Ôi giời. Sao vẫn ôi giời? Tao mãi nói chuyện với mày tao quên đi tiểu. Ôi giời. Đâu này sao già toàn đi tiểu đấy. Ôi thầy ơi. Chết rồi chết. Này nhanh thầy nhá. Ôi giời chết rồi. Nhanh không? Nhanh lên mà cứ ăn con còn phải dọn. Cứ nhịn nữa mà thận phở. Thận đến nơi. Thế có bao giờ con này? Nấu thì từ bao giờ ấy dục con mà lại rồi không ăn. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Ôi nhớ quá, nhớ quá, nhớ quỷ. Quá. Quỷ. Đây đây, anh đưa thế. Lúc nãy thầy đuổi anh nha. Ừ đúng rồi. Anh biết gì đâu, vừa bước vào đây cái thầy vung gậy oánh 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 oánh. Ôi, nói nhỏ thôi. Tại anh ý. Tại anh. Em đã ra hiệu đâu mà anh vào. Em đã nói rồi, khi nào em ra tín hiệu cẩn thận lắm. Chứ thầy là thầy ác lắm đấy, thầy đánh vỡ đầu đấy. Anh phải nhớ chứ đi. Hiền. Sao lại cứ nhăn nhó thế? Gia đình bảo này. Sao cái chuyện tình yêu của chúng mình sao lại khó khăn đến thế nhỉ? Thì cũng tại anh ấy. Đã bao nhiêu lần em bảo anh đưa bố mẹ anh sang nói chuyện với thầy em. Thế này, bây giờ nó như thế này rồi, em mới làm thế nào? Giết em đi. Gõ cửa trái tim van em được vào. Tường nhà quá cao, anh leo đường rào. Ngủ vui với chiêm bao, ngõ hồn mắt xanh sao. Nên em vẫn ngóng tin anh gõ cửa. Nhà nghèo trắng tay, không trâu cùng bò. Mẹ thầy khắt khe nên anh thập thò. Bụng này sẽ to to thì mình cũng lo lo. Mong anh xin cưới sao anh thập thò. Hai
mộng uyên ương, gửi trao tiếng nhớ lời thương bây giờ sầu vương. Hỡi người có thương xin thương thật đầy, cậy nhờ mỗi mai ánh sáng định ngày, mà thầy chỉ thích tây bọn mình tính sau đây. Em lo em nghĩ em trông từng ngày, trăm năm duyên kết sao hòa. Mẹ gì đấy? Ôi, cái gì đấy? Hả? Ôi, cái này không phải của anh. Cái này của ai? Cái này của ai? Của tao. Ôi trời ơi. Ở nhà này là chỉ có của tao chứ không có của mày. Mày ra đây. Kìa. Hai ra ra ra. Thế anh chị mấy tháng nay đi chợ đêm suốt thì hôm nay anh chị định đi chợ ngày ở nhà tôi à? Hả? Cút! Dạ con không dám. Con này vào trong. Anh... Cút! Dạ. Dạ. Thầy... Ôi trời. À, anh ơi, con nói chuyện... Tao lia thẳng vào cái bộ ấm chén nhà mày. Vào ra! Thầy ơi! Cút trên sườn là chân mày canh như là canh lưới ấy. Mẹ rồi, ra chậm một tí nữa thì chết. Em thú thực với các bác, em ra chậm một tí nữa là em có cháu ngoại. Mày vào đây. Suốt ngày mày đây, mày suốt ngày nó cứ nhắn tin. Mẹ nó thật là những tin thật này. Mẹ giờ hơn cắm lợn. Mẹ cơm không ăn thì cứ bảo cho cháu ăn bắt cắm lợn. Thôi thầy ăn bát phở đi cho con dọn. Ôi giời. Em không. Em phải ăn đấy chứ. Thầy ăn từ từ, con chết nghẹn nữa đấy. Thầy quá rồi. Cáu mà lại ăn nhanh. Đấy, mà hôm đã ăn gần buổi sáng mà ăn qua phút xong thì ức quá. Ôi giời ơi. Thôi để con dọn xong thầy uống nước sau nhá. Thôi chị để đấy em dò ăn. Chị không để con dọn mà. Chị cứ để em dò ăn. Sao thầy cứ xưng em với con ấy, nghe nó buồn cười. Em đẻ chị ra như em dạy chị không nghe thì em gọi chị bằng chị. Em là bố chị mà em nói chị không nghe, ít nữa em gọi chị bằng bố vậy. Thầy con không phải cái gì, thầy cứ dạy con. Thầy em dạy... nói gì chị chả nghe gì cả. Hiền. Dạ. Thầy nói con phải nghe chứ. Mẹ con mất mấy chục năm nay rồi. Thầy ở một mình để nuôi con. Đưa tiền cho con thầy cũng phải đưa hai tay. Con ngoan phá hại gia đình thế đấy. Thầy gà trống nuôi con. Con trả lương thầy. Con ơi, giả như lúc này mẹ con mà còn sống. Ôi đã bao năm vắng người vợ hiền, bao năm buồn phiền khóc thầm từng đêm. Một sương ngày nắng thân này nuôi con nào tính tháng ngày. Con lớn rồi mong lấy trong tay. Con vẫn đêm đêm gánh nước ngọ lầy. Con không mẹ thầy như đàn không dây. Làm sao con dám sai lời, đẹp duyên phận gái do trời. Chỉ xin thầy ưng ý. Con ơi,
Đã bao năm qua thầy gà trống nuôi con không quản ngày đêm mưa nắng. Đến hôm nay con đã khôn lớn, thầy lại lo kiếm cho con có một đức ông chồng. Làm sao cho xứng lễ tơ hồng. Thầy không thích dây ta vì thầy lo nó chỉ làm cho con khổ, và thầy chỉ thích dây tây vì nó cho con được sung sướng nâng niu. Nghĩ thì nhiều mà nói chẳng được bao nhiêu, thầy đành chỉ có vài điều cùng con cho con hiểu. Mày có hiểu không? Mày chả hiểu gì, nói mày mà chả hiểu gì. Mệt quá cái nói mày. Con hiểu rồi. Không biết mày ăn phải mua phải bán là cái thằng ấy thế nào. Con có phải cái loại tối dạ đâu mà con không hiểu. Thế để tôi đấy. Tao tính không? Tao đã bảo là không dai ta mà chỉ có dai tay. Thầy làm gì đấy? Tao gọi đến trung tâm môi giới. Alo, trung tâm môi giới lấy chồng nước ngoài đấy à? Tôi đây, Xuân Hinh đây. Gọi Hinh được, năm nay gần 70 rồi. À, có cái đám nào mà có con gái xinh lắm? Ốm à? Không, không, con này không bao giờ ốm, chỉ có tôi ốm thôi nhá. À, Đài Loan Hàn Quốc à? Không, 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 Đài Loan Hàn Quốc được không à? Vừa rồi có cái vụ gì đấy bóp cổ không hiểu nhau thì không chơi. Lấy châu Âu, tây trắng. Không có à? Tây đen à? Ôi thôi, tây đen được, tây đen được, tôi phải tây đen mới chị được con này. Em nó phải cho con này lấy tây đen thì nó mới rời cái thằng dạy ta ra. Cứ cho tây đen nhá, tây đen được rồi. Có ngay chưa? 3 tháng nữa ấy. Úi dồi, 3 tháng nữa thì con tôi nó đẻ ha. Mẹ chờ đến bao giờ? Thôi được rồi. Cái gì? Thầy đưa ngay cái cục gạch của thầy đây. Không có gọi cho người ta nữa nhá. Thầy không phải gọi. Bây giờ con nói với chuyện với thầy thế này này. Thầy muốn con lấy chồng Tây đúng không? Nhất thầy định phải Tây đúng không? Nhất định phải Tây. Không thay đổi cho nó khác bọt đi. Nói thật với thầy nhá. Con tưởng kiếm giai ta mà tử tế mà lại yêu thương mình, mà lại tôn trọng mình thì mới khó. Chứ còn giai Tây thì người nào người ta chẳng lịch sự. Mày đi đâu? Mày cứ luận nào? Mày đi trong hết cả mặt tao. Đấy là bây giờ là việc của con rồi. Thầy cứ để đấy, con gọi cho Tây luôn đi. Alo? 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 Penicillin? Aspirin? No. Tetacillin. Yeah. Vaseline. Dầu luyên mẹ đi. Là sao toàn dầu luyên với dầu nhớt là thế toán rồi nhỉ? Thầy đi vào trong kia. Khổ lắm cơ, một chữ Tây bẻ đôi không biết mà con nói chuyện với Tây cứ đi ra hóng thôi. Mày nói nhanh lên. Anh, thế nào rồi, thế nào? Úi giời, sao lâu thế? Anh hóa trang cẩn thận vào đi nhá. Thầy, bạn giai Tây của con sắp đến. Ủa đến à? Thầy đến ngay đây rồi đấy. À thế à? Thầy đi vào đi. Ui. Thay cái bộ quần áo mà. Úi giời ơi, giai Tây à? Có bạn giai của nó đến mà như là bạn giai của em ấy. Hồi hộp quá. Trời ơi. Thay bộ quần áo mà thầy vẫn mặc. Tao biết rồi, tao biết tao phải làm gì rồi. Tao mặc, tao thay đồ, tao biết rồi. Tao biết rồi, tao phải biết là tao thay rồi. Tao làm gì rồi? Vào đây em xem. Nhanh lên. Được chưa, được chưa? Hả? Đấy, giống Tây chưa? Hả? Em cũng không nhận ra thì đừng nói thầy. Này như em bảo. Hả? Cấm được cười nhá. Anh cười là lộ lắm. Không được cười. Mà nói cười. Nói là phải nói ôm ôm. Mặt mặt cái này mà mệt quá chứ. Bạn con đây thầy ơi. Hello. Ô la la. Hiền. Dạ. Sao nó nói gì toàn bàn là ấy con? Ô la la, vui vẻ. Ôi mẹ mày Tây nói khỏe thế, mày thế là thì vỡ mõm. Anh bắt tay thầy ấy. Tên, à gì? Ô la la. À, tao nói tiếng Nga nhá, si ba si bớ. Mày nói tiếng gì tao khó hiểu rồi. Tên gì? Bố. Tao là bố, mày là con. Bố. Bố đây này. Không, anh đi ra để em nói chuyện với thầy. Không phải.
Anh ấy nói tên anh ấy mà. Tên anh là Pose. Pose à? Bố chậu à? Mẹ sao mất vệ sinh thế nhỉ? Thế bố chậu. Bố ăn buổi tối chưa? Nó bảo em ăn cái gì các bác nhỉ? Là sao mất dạy thế nhỉ? Mày có loại nó bảo nó bảo tan loại ngô phải không? Có phải không? Thầy, anh ý là học tiếng Việt. Nói chưa sõi, thầy phải thông cảm nhá. Thầy nghe cho kỹ này. Anh ấy hỏi thầy là thầy đã ăn buổi tối chưa? Y nha, y anh nha, dì lai u lấy không hiểu. Thầy xin giới thiệu với thầy, bố đâu? Bố là chỉ ăn buổi sáng. Buổi sáng là ăn cho mình, buổi tối buổi trưa là ăn cho bạn, và buổi tối là ăn cho kẻ thù. Mày mà khuyên bố ăn vào buổi tối là mày cho bố chén thuốc sâu để bố chết trước. Buổi tối lạnh phải ăn buổi tối. Mày sao đóng cửa vào chứ mày ơi, khổ lắm. Thế ta lại bảo cái gì buổi tối lạnh là cái gì? Thầy hả? Anh ý nói mày, thế này này, thầy mày, có nghe không? Mày nó vừa mốt người ta phi thẳng cái ba toang vào mồm mày. Con nói đã, con dịch đã. Anh ấy nói là ở Việt Nam cái mùa này thời tiết buổi tối là lạnh. Cho nên là phải ăn buổi tối mới có sức khỏe. Ở Việt Nam buổi sáng mát, buổi trưa ấm, buổi tối hiu hiu, không có cái buổi nào lạnh, không có cái buổi nào lạnh cả. Đấy, thầy nói là anh hiểu đấy, thầy hiểu không? Hiểu đấy. Thôi thầy ngồi xuống đi. Cứ ngồi nhá, thầy ngồi đây. Anh, thầy ngồi xuống. Tây. Bây giờ nhá, ăn cái gì để đi vào bếp nấu? Ăn gà, hay ăn cá, thịt bò? No. Ngô gà, thịt chó, mắm tôm. Ôi trời ơi. Mẹ thế này, cái này rồi. Này, ta ra rồi. Thế nhìn cái mũi thằng này tao nghi. Sao thầy? Hình như nó ở cái tiểu sao mẹ. Ôi trời không, thầy, không phải. Thầy nhìn kỹ mà xem. Mũi thì cao giống nhau, to giống nhau đấy, nhưng mà nhiều dâu như này cơ mà. Cái anh ở Tây Mỗ làm gì có dâu. Dâu nhỉ? Có nhá. Thôi được rồi, dậm dâu sâu mắt đắt tiền cũng mua. Thôi được rồi, được rồi. Thôi con được rồi. Thầy muốn gì nữa nào? Thôi bây giờ tình hình này nhá. Thầy biết rồi, hay đứng lên rồi. Thầy nói với các quan thế này. Thôi được rồi, thầy chấp nhận rồi. Thôi thầy đồng ý, thầy đồng ý. Thôi trước khi hai con đưa nhau về trời Tây, thầy có ý kiến với hai con thế này. Thôi vợ chồng lấy nhau ấy thì tôi chín bỏ làm 10. Con này phải hai vợ chồng là nhớ phải cái chữ nhẫn ấy. Vợ chồng mà nhẫn được thì là các con nó vui vẻ, hiểu không? Cha con mà nhẫn được thì giữ được chữ đạo. Anh em mà nhẫn được thì thuận hòa. Mà bạn bè mà nhẫn được thì được cái tình. Trong cái đạo lý, trong cái đạo luật, trong cái luật là có nhiều cái đại luật. Nhưng mà các con phải nhớ cái luật, đó là cái luật nhân quả nhá. Người ta bảo đời cha ăn mặn để con khát nước, nhưng mà bây giờ là không cần đến đời con mà nó khát luôn, nhanh lắm, hiểu không? Đấy, thế thôi bây giờ hai đứa thôi, thầy dặn như thế thôi, hai đứa thì cầm tay nhau thề nhau một câu đi. Thế bây giờ ai thề trước nhỉ? Thầy nói chuyện với anh. Thế bô nhá. Thế này nhá, thế bây giờ thầy hỏi thế này nhá, nếu mà cái con này nó ở với mày mấy chục năm, mày vầy nó nát mặt ra trông như con điên, con dò, con dại ấy, thì con có còn yêu thương nó đến trọn đời mãn kiếp không? Xây bóng không? Xin thề, yêu hiền suốt đời. Ôi, tốt rồi. Thế bây giờ thế này nhá, con hiền. Bây giờ anh bô đây, đúng không? Mà anh ấy không may mà anh ấy gọi là cái gì bại sản đấy, coi không còn là đại gia nữa, mà anh không còn là Tây nữa. Đấy thì, mà anh ấy sốc thì anh ấy ốm, anh ấy làm, anh ấy ngáp ra rồi. Đấy.
Rồi thì con có trông nom anh ấy không hay là con để cho anh ấy mạng nhện răng vào mũi? Hả? Thầy yên có tâm. Có trông đến khi mà hơi thở cuối cùng không? Con là con gái thầy mà. Cái đạo làm vợ con sẽ giữ đến trọn đời. Ừ. Thầy không phải lo. Ừ thế thôi nhá, thế thì được rồi nhá. Thế rồi thôi, thầy đi giờ thầy vào thầy lấy mấy nén hương ra thì các con thắp hương cho ông bà tổ tiên nhá. Thế xong rồi các con đưa nhau về trời Tây. Thôi thầy về. Ừ. Các con ạ. Đâu rồi? Thế xong rồi. Bây giờ tiếp theo thế nào? Được rồi. Được rồi, để em nói chuyện với thầy. Thầy ơi, con thắp ba nén hương này lên bàn thờ tổ tiên xong nhá, là con sẽ là của anh ấy đấy. Ừ. Là vợ của anh ấy. Thì con sẽ theo anh ấy sang trời Tây xa lắm thầy ạ. Thì vì hạnh phúc của các con mà. Vâng. Thế nhưng mà thôi thầy cứ yên tâm. Con đi sang bên đấy ổn định cuộc sống 20-25 năm là con sẽ về thăm thầy thôi. Thế 25 năm mà chị, các anh chị về thì tôi còn mỗi nắm xương thôi à. Thế con đưa thầy sang đấy sống. Đưa thầy sống em không sang bên đấy được. Vì em không biết tiếng, em chỉ ngồi em ngắm ô tô thôi. Thì xong các anh chị đi làm về là chạy toát lên trên nhà, đóng cửa vào lại vi tính lại nhắn tin thế này. Thôi thôi, vì hạnh phúc của các con. Các con, các con vào thắp hương. Con xin phép thầy. Cho ông bà tổ tiên lạy ba cái các con nhá. Con ơi. Này, thầy bảo này. Sao thầy? Thầy hình như thầy có cái linh cảm. Nhưng là thầy đã làm sai điều gì rồi các con ạ? À? Con ơi. Sao? Thôi đừng thắp hương nữa. Thầy lạy các con. Ôi trời ơi. Dù cho vẫn biết sẽ có lúc này ta phải cả xa, nhìn cô con gái bước chân theo chồng sao lòng xót xa. Ngày nào thơ bé con nằm trong tay bố, năm tháng trôi qua cho đến hôm nay bước theo thằng Tây. Tìm đâu thấy nữa, khi giờ đây nhìn con bước theo Tây về đất nước xa xôi, còn mười bố chôn này, ơi trời ơi. Bố ơi, bố đừng như thế, bố cứ để con thắp hương lên bàn thờ. Dù con có ở đâu, con ở phương trời nào thì con bố vẫn là con của bố mà. Con đi rồi, còn bố nơi đây quanh sân buồn nhìn lá rơi đầy. Con đi rồi, còn lại đây mình bố. Con đi mất rồi, về chốn xa thật. Ôi chúng mày, ở đâu rồi? Ôi trời ơi, Quân ơi, Quân đi đâu rồi? Ôi trời ơi, đây, phải lại đây, lại đây. Quân ơi, lại đây, nhanh lên rồi ơi. Thầy làm sao thầy? Thầy bảo rồi ơi, Quân ơi. Quân ơi, Quân đi rồi, thầy chết ai thắp hương cho thầy. Hoài. Ngày tư ngày Tết ai du xuân tạo mộ. Thế bây giờ thì mộ mà các cụ vội vã chồng. Con tưởng thầy muốn con lấy tay mà. Thế được rồi, mày đây để tao tính. Anh bố ra tay bảo này. Mày ra tay bảo. Bố, thế này nhá, giờ ta thay đổi nhá. Thay đổi rồi, thay đổi rồi.
Thay đổi đi giờ, coi như bô thôi, giờ bô muốn lấy vợ ta làm mối nhá, ông mối. Còn con tao là chấm dứt là thôi. Thay đổi. Rửa mặt thế? Mẹ rửa mặt là nghề của tao mới này. Mẹ gì? Tao là chuyên rửa mặt mới này. Ôi giời ơi. Mẹ cái gì ngoan là mày ấy, con được ông ấy rửa mặt ngay chứ nhở? Ôi nghề gì rửa mặt mà tay nghề đấy hiểu? Thôi được nhá. Quyết định rồi. Con cứ lấy thằng Tây Tịu thôi. Thằng Tây Tịu. Tây mỗ nhá. Tao có nhầm thằng Tây Tịu. Thầy đồng ý chưa? Tây mỗ. Nhất định là Tây mỗ nhá. Thằng này là thôi. Cho nhất định Tây mỗ để con. Tây mỗ của con đây. Đâu cái gì? Con đây. Tây mỗ đây. Ui. Ôi trời ơi mày. Mày diễn kịch à? Thầy ơi, vì thầy khó quá cho nên chúng con phải diễn kịch. Con xin thầy, thầy xem, chúng con yêu nhau lâu lắm rồi, bây giờ thầy nhìn bụng Hiền đi. Mày chén rồi à? Dạ thưa thầy, chúng con chót. Dạ con chót. Mẹ cứ nhìn thấy cái bụng của con tôi nó to bằng quả bưởi là lộn tiết hết lên rồi. Này, mày đi chạy đâu? Mày bằng quả bưởi lên rồi sao mày bỏ đây để ông ngồi ông trông vào trông bưởi à? Mày về mày nói với con mẹ mày thằng bố mày lại đây. Ngay sáng mai nói với tao một câu, cho làm lễ cưới ngay. Cưới à? Ôi trời ơi. Rồi rồi. Mày nào chạy đây. Bao ước mong, bao ước mong em đã bên anh. Từ đây sẽ có nhau sống vui bên nhau đến bạc đầu. Bao khó khăn ta cũng qua không có chia lìa. Một bầy con sẽ mau ra đời là vui em ơi. Vui cứ vui, chơi cứ chơi nhưng cấm trăng hoa. Về chung sống với nhau yêu thương sao cho thuận hòa. Hai đứa con luôn khắc ghi mong bố yên lòng. Một mùa xuân thắm tươi khát vọng. Và bọn con cũng mong gia đình nhà ta bên nhau. Bố cứ đi chơi nhiều là con thấy mừng rồi. Bố kiếm đâu thêm một bà cho đỡ buồn đời. Vui cứ vui, chơi cứ chơi nhưng nhớ tiết kiệm. Dành tiền no đắp xây gia đình. Đẻ thật nhanh mấy đứa cháu ngoại. Đẻ thật nhanh mấy đứa cháu ngoại. Đẻ ông vui xuân. Sao thầy cứ e mãi thế hả? Mẹ tao cứ nghĩ đến cái bụng của con tao. Nó bằng cái quả bưởi là tao lại điên chết rồi. Lại đây. Nhân nhân cha túc ai. Cứ thế là xong rồi là tốn lên. Nấng. Ra chào bà con thì đi về. Em đi vào nhà phải có chủ vào chợ có bảo vệ chứ. Đầu xuân mới, Xuân Ninh, Thanh Thanh Hiền, Quang Thắng xin gửi tới những khán giả thân yêu có mặt trong ngày hôm nay và tất cả quý vị một lời chúc sức khỏe, đắc tài, đắc lộc, đắc bình an và xin gửi tới lời chào sum họp chúc mai một nhà. Nghệ sĩ nào tham gia Xuân Phát Tài 6 có chữ Xuân trong tên của mình? Hết ạ. Trời ơi, chào con tên gì? Con tên là Quân ạ. Quân năm nay mấy tuổi? Con năm nay 8 tuổi ạ. 8 tuổi là tuổi con gì? À, tuổi con lợn. Con lợn có mấy chân? Lợn có 4 chân. Có màu gì? Có màu hồng. Nó ăn cái gì, thường ăn gì? Ăn cám. Vâng, thế thì con trả lời câu hỏi chính đi. Đấy là nghệ sĩ Xuân Hinh ạ. Có đúng không thưa quý vị? Đó là một đáp án khá là chính xác đó con. Chúc mừng nhà mình, chúc mừng gia đình chúng ta. Và câu hỏi phụ của chúng ta là sắp tới nghệ sĩ Xuân Hinh sẽ làm nghề gì ạ? A. Ca sĩ. B. B. Nhân viên ngân hàng. C. Chủ nhà trọ. Quý vị nghe chủ nhà trọ thân hoan hô đi nha. Nghệ sĩ Xuân Hinh mở nhà trọ rồi đấy. Và bây giờ thì để xem rằng đáp án của chúng ta có chính xác hay không, A, B hay C, xin mời quý vị chúng ta cùng hướng lên màn hình để theo dõi xem thực sự là nghệ sĩ Xuân Hinh muốn đổi sang nghề gì. Xin mời quý vị. Wow, con Tuyết, con Nguyệt, thằng Dương,
thằng Bình Công đâu, rộp tiền nhà đây. Rộp hết đây. Em chào bác ạ. Ai bảo chăn trâu là khó, tôi mơ màng nghe chim hót nó trên cao. Có những ngày trốn học đuổi bươm, hôm nay đến tháng rồi. Đây đừng có tưởng bở nhá. Tháng thu tiền nhà, dạy giả tiền nhà các cháu ơi. Cơm bác làm phúc thì cho chúng mày thì được bao nhiêu đó, triệu hai mà tháng được mấy đồng đâu. Phiếu ơi, Phiếu ơi, mày cho bác xin tiền nhà con. Hôm nay là 26 tháng 12 rồi, mà cháu nợ tiền từ 12 tháng 6. Con cho bác xin tiền nhà. Cứ gọi nó cứ điếc các bác ạ. Khổ thế đấy chứ. Nhà cửa cho thuê mà nó tối về nó cứ toàn bật tivi đây. Cứ bật, bật to. Ủa ủa, không biết là nó bật làm cái gì. Hay là nó xem phim Người Sói của Nhật, không biết đâu. Mà nói thật với các bác. Này, Phiếu ơi. Phiếu, mày cho bác xin tiền nhà thì hôm nay nó đang dọa cắt điện, cắt nước đấy. Mà cắt điện thì không có vấn đề chứ. Bác nói thật với mày chứ, cắt nước thì đây hỏi các bà, các chị đây. Các bà, các chị mà thấy mất nước thì tình hình như thế nào? Có mà nghỉ việc đi bán mắm tôm nhỉ? Giả tiền bác con ơi. Cha chân nhân bố mày Phiếu. Thế mày có định giả không? Để mày bảo tao đây. Sao này chết này. Ôi giời ơi. Ông nhìn đồng hồ mấy giờ mà ông sang buồng ông gõ sớm nhỉ? Chưa gì sang nó gõ cửa đòi tiền thế nào hả? Đấy. Nó đập cái này nó nghĩa nó đập thẳng vào mặt em đấy. Nhục thế đấy chứ để khổ thế. Suốt ngày tắc công các bác ạ. Suốt ngày bây giờ nó gọi là hình móc cống đấy. Mẹ móc ra toàn cao su là cao su là cao su đấy. Không biết thằng bố với con mẹ nó làm ở đồn điền cao su nào. Không mày hôm nay không đứa nào thò mặt ra giả. Sao mà gớm mà đi đòi nợ mà sao nó lại khổ thế này. Gớm chủ nhà. Ôi giời ơi giúp. Ôi giời ơi nhục thế này là... Dậy đây. Hẹn ngày này mà sao không thấy em. Sáng tinh mơ lòng bỗng nghe lành tin. Tiền phòng thuê em nợ mấy tháng nay. Em không trả anh phải làm sao đây. Em cứ thèm ngày mai rồi lại không thấy em. Đã tin nhau mà cớ sao lừa nhau. Sợ một đêm em lặng lẽ đi xa. Còn mỗi anh ở lại thì tiền đã đi theo người ta. 90.000 thuê wifi mà điện nước, 15.000 em thuê các tivi, với 1.200.000 thuê phòng đơn khép kín, cộng 12.000 tiền rác nữa em ơi. Hay lại bùng như con ranh tuần trước, anh sợ rồi em không thoát đâu em, nên em biết đều hôm nay nộp hết nhé, kẻo bây giờ anh ta rặn mà đổ luôn. Thì chúng mày có tập trung mà giả hết tiền hôm nay không? Hay là cứ mai lại dài cắn thuổng? Em có hay tiền nhà là tiền anh sống không? Mấy năm nay chỉ biết trông tiền nhà. Vậy mà em đã nợ mấy tháng nay. Giờ vẫn anh đòi hoài mà mặt cứ trơ như vậy sao? Chúng mày ấy mà không giả là tao nói thật với chúng mày là tao báo công an à, nói nhớ. Tao báo thật công an đấy nhớ. Ôi trời ơi. Có nghĩ sao mày. Em đòi tiền nhà mà một cái mặt thằng to mà giọng ồm ồm tự dưng nghe một cái tiếng mà cho nó nhóe một cái ra nhỉ. Không biết làm sao nhỉ. Tao hôm nay nè, mẹ lanh nằm báo vỡ là mua rồi. Lôi thôi mua mẹ tao múc. À ông sống mà buồn làm gì hả? Ông định sống mà buồn làm gì hả? Đó là tiền nhà. Đòi tiền nhà.
Ông nhìn hộ cái đồng hồ bây giờ là mấy giờ? Nhìn hộ cái đồng hồ bây giờ là mấy giờ? Mày từ từ. 11 giờ trưa hôm qua. Đồng hồ cháu chết rồi. Thế đồng hồ ông mấy giờ? 5 giờ 30 sáng. Mới có 5 giờ 30 sáng mà ông nó sang buồng chứ ông đòi nợ thế à? Ông sang buồng chứ ông đập cửa thế à? Cháu à? Ơi cháu. Cấm cháu nói cháu phọt cả nước dãi nước giếc vào mặt bác. Cái tay mày mày đập vào mũi mày thì còn được. Mũi bác bé thế này mày đập nó tẹt mẹ nó. Được, tôi hỏi ông nghe. Tôi hỏi ông ra. Đây, đây hỏi gì? Ông sang bên cửa kia ông lại còn đập cửa. Ông bảo là tiên nhân cha thằng phễu. Thế tôi hỏi ông tiên nhân cha tôi làm gì mà ông lôi ra đây? Ông xúc phạm rồi đấy à? Ôi giời. Hả? Đâm, đừng đâm cái ngón tay vào mồm bác. Thôi này nhớ con nhá. Thôi mày cho bác xin đi nhá. Mà nếu mà giả tiền hôm nay là bác không bao giờ, bác hứa không bao giờ nhìn thấy mặt các cháu nữa. Còn nếu mày ấy mà không đưa ấy, mai là cứ 3:30 sáng là bác giã. Mà bác bây giờ một đêm một ngày 24 tiếng là bác ngủ chỉ có 15 phút thôi. Dạ còn mai làm gì? Còn con 23:45 là tao giã mày. Mẹ giã như giã gà luôn nhá. Tao bây giờ mẹ tao không thể chịu nổi được nữa. Thôi được rồi, nói tóm lại bây giờ tôi nợ ông 1 tháng bao tiền? 1,2 triệu ký hợp đồng rồi. Cho bác xin. Thế nên là tổng cộng là nợ mấy tháng? Tổng cộng là 6 tháng. 6 tháng là bao tiền? 26,27,2 triệu. Ông cộng nhầm rồi. Nhầm mẹ, tao cộng cả đêm hôm qua. Cái nào tao chẳng cộng. Không ngủ à? Không ngủ. Cứ nằm cộng thôi. Thế bây giờ tôi không có tiền. Ông ăn thịt thôi à? Tôi không có tiền tôi giả ông ăn thịt thôi. Đây, đây thịt đấy, ông ăn đấy, ông ăn đấy. Đấy, đấy. Các bác cho nó thuê nhà mà nó bảo em ăn thịt, em ăn nó. Em ăn nổi không? Cái người nó to như thế, chôn 8 năm của nó không thối hết thịt. Loại này có phải hỏa thiêu. Ăn. Sáng nào cũng ca cái bài ca chuyện nợ tiền. Mà trước giọng em là giọng năm cao. Mà bây giờ hóa thành mẹ nó giọng năm thiến rồi. Thực thế đó, tao nói thật là hôm nay không giả là không xong. Mày ra đây. Mày ra đây không giả đi. Ê dồi ôi, dồi ôi, bác Hình. Ôi trời, con mày. Bác Hình à. Ôi sao mày ngủ ở cái phòng thằng Phễu hả? Ôi, chết. Thế là phòng anh Phễu ấy à? Ôi thế mày, phòng mày không biết là mày ngủ phòng khác mày không biết à? Ôi sao con lại ngủ nhầm phòng mà con không biết nhỉ? Ôi dồi, vào mặc quần dài vào nói chuyện đi bác. Ôi trời, tiên sư bố mày. Nó ở đây mấy đến 5 giờ mà nó ngủ phòng nó không biết, mà nó ngủ sang bên này mà nó không biết. Ôi trời ơi, thế thể nào các bác ơi, thể nào mà thỉnh thoảng nhà chùa lại nhặt được một đứa trẻ con. Em cảnh báo cho các bác phụ huynh học sinh nhá, ở quê nhá, mà gửi con đây là nội học nhá, cứ thấy nó alo chồng đây, vợ ở đây, cứ chồng chồng vợ vợ là lạc. Học thì ít mà nó chọc thì nhiều các bác ạ. Nó chả học hành thì nó có học gì đâu. Thế cho nên là phải cảnh giác. Đẻ con như thế có gà mấy chó, nó đẻ tháng mấy lứa nó phải biết. Ấy chứ thỉnh thoảng nó này. Đây là dạ, tao mới hỏi mày đây cái chuyện. Dạ. Tại sao mày sang cái phòng thằng Phễu mày ngủ bên đấy? Lý do tại sao? Bây giờ bác cho con trình bày bác cái này có được không? Mày cứ nói đi. Cái chuyện mà nhầm phòng ấy, nó là cái chuyện tế nhị. Cho nên là có gì thì bác cứ kín cái mồm cho con một tí. Bác cứ hoang hoang, ai người ta biết. Tao cứ lấy tòa đấy. Ôi dồi. Mẹ ông trả tiền tao. Ôi dồi, ít nữa rồi tao ra báo phường là chúng mày sang đấy ngủ giao lưu. Con nói cho bác nghe. Lỗi bác. Sao mày đổ rô để cho trên mày hả? Con nói cho bác nghe, tổng thiệt hại cái khu trọ này của bác là có 10 phòng. 10 phòng. Mà làm thế nào chỉ cần một cái chìa khóa là mở được hẳn 10 cái phòng. Thế cái chuyện nhầm lẫn là chuyện bình thường. Bác biết rồi đấy, con bây giờ là sinh viên đại học năm cuối. Vâng, con vất vả lắm. Mà đợt này con đang làm luận văn tốt nghiệp. Luận văn là văn luận đấy, văn luận đấy. Vâng, đấy, đấy. Luận văn tốt nghiệp nhá. Mà vất vả như thế. Đêm hôm con ở thư viện. Thế đêm hôm qua nhá, mưa gió bão bùng. 12 giờ đêm con mới phi được về đến nhà. Mệt dã ra rồi. Thế là con mới mở chìa khóa rồi vào phòng. Mà phòng con thì cạnh phòng anh Phễu. Cho nên là con cũng chả để ý. Thế vào phòng thì con mới thả mình xuống chiếc giường quen thuộc. Thế à? Ôi mà hay lắm bác nhá. Tự nhiên có người nhảy vào ôm con. Sau khi ôm con xong thì lại lật con qua, lật con lại. Đấy. Xong lại còn
vuốt ve con. Thế xong rồi con mới lịp dần đi, rồi con chìm vào giấc ngủ miên man. Con không biết gì nữa. Nó lật sang trái, nó lật sang phải, rồi xong nó úp thìa, xong nó nịm dần, nó nịm dần trong giấc ngủ mênh mang. Thế rồi sau đó cho em xin tiền anh. Thôi được rồi, anh cho em xin tiền, em chưa bao giờ đời em đi đòi tiền. Thôi, nó khổ. Thôi. Nó khổ thế này. Hôm nay con gửi bố tiền nhá. Không giả tiền nhá. Tao nói cho mày biết đấy. Mẹ con mây mà lên đây ấy, tao cứ nói là thôi. Ngủ giao lưu. Thôi. Gửi tiền đây. Tao cứ nói. Đây, gửi tiền. Con gửi giả tiền không? Có. Tao nói. Đây. Đủ tiền. Đấy. Không, mày không có bạn. 7,2 triệu con gửi bố đầy đủ nhá. Ok. Đấy, bố đến đi. Để trai tên đưa sổ con ký. Con dặn à. Tuyệt đối nhá. Mẹ mây lên đây nhá. Không được nói là con ngủ giao lưu, nhớ chưa? Nhớ đấy, gửi tiền đầy đủ đấy. Đấy nhớ rồi. Đấy. À này. Cái gì đó? Tao hỏi mày. Dạ. Thế cái tiền này mày lấy ở đâu? Miễn là con có tiền giả bố được rồi, lấy đâu việc của con chứ. Tao muốn hỏi cái nguồn gốc mày lấy cái đồng tiền này đâu. Bố là bố đẻ con ra đấy à? Sao mà bố hoạnh hoẹ con thế? Miễn là con có tiền giả là được này, rồi còn gì. Mày đừng tưởng tao trông như thế này như là chuyên tiêu tiền sạch nhá. Mẹ tiền bẩn nó tao không có tiêu nhá. Em nói thật với các bác là nhìn cái tướng mạo thằng này là chuyên đi mở cửa ăn cắp. À, trông con cái này mà lại đi ăn cắp à? Vâng, ăn cắp ăn trộm thế. Đàng hoàng. Xong tao lấy tiền này hóa ra tao tòng phạm với lũ ăn cắp à? Ừ. Để tao chứa đồ ăn trộm ăn cắp à? Thôi, được rồi. Không phải nói nhiều. Con nói thật với bố. Con bán cái xe Uy của con rồi, được chưa? Phéo. Thì con bán cái xe rồi con đi xin việc con đi bằng gì? Bố không có vợ. Vợ mất rồi, con thì không có. Bố coi chúng mày như con của bố. Đêm hôm chúng mày đứa thì về 1 giờ sáng, đứa thì 3 giờ, đứa thì 4 rưỡi. Bố có ngủ được đâu, mất cứ thấp tha thấp thòm. Bây giờ nghiện hút này, đập đá này, đua xe này. Thỉnh thoảng này chị chết anh nguê ha, chết nguê ha. Ôi trời ơi, bố thôi, bố đứng lên, con biết là bố thương chúng con. Con biết rồi, bố con coi như là chúng con như con của bố mà, nhá. Thôi, được rồi, bọn con không bao giờ nghiện hút, không bao giờ đua xe, bao giờ cũng là người tử tế, nhá. Bố yên tâm chưa? Mày hứa nhá. Vâng, hứa rồi. Con cường tráng thế này, đi xin việc, đi bộ cũng được, nhá. Yên tâm. Suốt ngày đi bộ thì khổ con ạ. Thế bố yên tâm đi, con đi xin việc, con đi bộ cũng được, trông con khỏe khoắn như này cơ mà. Xem có cái xe đạp nào mua. Xe đạp á? Ừ. Có tiền đâu. Bố cho mày 800. Cái gì ạ? Bố thối lại 800. Úi giời. Bố hình của con, bố hình. Ôi, gãy xương. Ôi trời ơi, gãy xương. Ôi giời, già giòn gãy xương. Mày hôm nọ tao vào đi vệ sinh mà tao chỉ có không ấn căn chỉnh vào giữa mà tao chỉ có ấn nghe một cái thế là tao đi theo tư thế ấn. Già đấy là các bác khổ lắm. Giờ xương nó giòn hết rồi. Ừ, thế đây. Này bố cho mày đây. Vâng. Đấy. Sao lại có 600? Thì tao bảo cho 600 đấy. Ôi giời ơi. Hôm vừa ấy nói là cho 800, trong bây giờ lại bảo là cho 600 này. Tao nói 800 á? Vâng, đấy có tất cả các bác ở đây chứng kiến. Các bác có đúng là bố hình vừa nói là cho 800 không? Có đúng không ạ? Ôi em cứ tưởng em cho bảo cho 600 nhỉ? Ôi giời. Không, mà mình nói mà mình không biết nhỉ? Thế đúng rồi, thế thì cho 63 cho mẹ 900 luôn. Được quá. Tao nể các xin. Bác ngồi dưới kia nhá, không còn lâu nhá. Ừ, con hiểu. Tiền con mồ hôi nước mắt đấy. Rồi, con cảm ơn bố. Bố lấy tiền của con, bố cho con nhá. Ông ơi, ôi, ông Hinh à. Ai đây? Ông Hinh ơi, em hỏi thăm tí này. Hết phòng rồi. Không, ông ơi, em này. Ai đây? Em này.
Mẩy nào nhỉ? Ôi giời ơi, thế không có nghe cháu nó nói gì à? Em là Vương Thị Mẩy đấy. Chào bác Nghi. Cái gì chào bà, cứ nhìn cái biết ngay là vua Mẩy rồi. Dạ. Mẩy này mà rơi xuống đất là vỡ 9 viên gạch. Nào xe cái nào. Yeah. Ông ơi đây, đây, đây. Tàu xe đi như thế mà em. Đây nhá, gạo, à đỗ, có mấy quả bí xanh. Đây đây ông ơi, này. Úi giời ơi. Cái gì? Đỡ cho em cái đây, quà của ông đây. Cái gì đấy? Gà. Úi giời ạ. Đây là của ông. Úi giời ơi. Từ quê xa mình về. Ôi trời ơi, con gà sống. Tàu xe trắng đêm mệt đứt hơi. Về thăm con gái xa nhà giờ đã lâu. Tìm nhà mà không biết nơi đâu. Thì ra mấy ba người dưới quê. Tìm người hay là tìm chỗ thuê. À, là tôi đang kiếm chỗ nhà con gái tôi. Trên này phố phường thật lối thôi. Ông Hình ơi, ừ? Cho em xin ông cái ngón tay. Hôm nãy giờ ông tóm cái ngón của em chặt quá, máu nó không lưu thông. Cái tay vậy? Cái tay này từ năm 20 tuổi mà cứ dậy thôi. Nhìn thấy gái là tình ái lung tung. Đây nhá, cái công mà mấy năm ông chăm cho cháu, cho nó ở trọ đã đành, nhưng ông còn nâng giấc quá. Bữa ăn giấc ngủ nó đi đêm lắm. Đi hôm về ông còn quan tâm. Em biếu ông có chút quà nhà quê. Thôi. Ông nhận cho em vui. Thôi không biếu. Gả cái biếu xong rồi tôi cứ phải đi tìm cái người tôi giả nợ mệt lắm. Nhận bây cho giờ em vui. Gươm của mấy thế được, tôi cứ cầm giữ ở bà đây thôi. Cho em hỏi, thế đâu phòng con mây nó đâu? Đây. Phòng con mây đâu? Đây, phòng con mây thì đây, thế để đây tạm đấy nhá. Phòng con mây thì nó ở kia. Vâng, đằng kia. Nhưng mà nó ngủ ở bên phách. Kia. Ô, phòng tao, ở đằng kia mà nó lại ngủ ở đằng kia. Thì là vẫn là ở đằng kia. Tao biết phách rồi. Đêm nào chúng mày chả phách mấy lần. Mẹ toàn mở tivi to thôi. Ông nói chuyện với ai đấy hả ông Hinh? Em nói chuyện bâng quơ, nó bảo phải. Ghế đâu, mấy thằng mang cho cái ghế. Đấy, có khách đến đấy. Dạ, đây ạ. À, rước bà ngồi. Nhìn thì muốn giết đấy, không giết được đấy. Ông. Hả? Thế con mây nhà em nó đi đâu mà sau này nó lại khóa cửa sớm thế này? Thì tôi biết làm sao nó đi đâu được. Nó đi suốt đêm, có hôm nó đi câu mực 7 ngày nó mới về. Thế này để ông này, em thì em khổ từ bé, có mỗi đứa con, bây giờ em lo lắm, lỡ mà nó lại giống em thì khổ cả đời. Thế à? Em mới là toàn sai lầm thôi ông ạ. Thế à? Cứ cái sai lầm này đến sai lầm khác. Ừ. Cái lần đò thứ nhất ý, là em sai, sai ở cái chỗ cứ nghĩ là chỉ có tình yêu thôi, một túp lều tranh hai trái tim vàng là sống được. Nhưng mà có phải thế đâu, không sống được cái chứ. Con thực mới vượt được đạo. Đúng rồi, ông nói đúng rồi. Không... Thế cho nên em sửa sai ở cái chuyến đò thứ hai. Em lấy ngay một đại gia đất cát. Ôi giời đấy, tưởng mở mặt. Có khá không? Ôi giời đấy, bây giờ đấy ôm một đống nợ. Em cũng khốn khổ. Xa sút xong rồi vớ được giả da đấy. Mẹ dây da đấy. Thế là ông biết sao không? Chuyến đò thứ ba cũng dở dang. Chả ra đâu vào mới đâu. Mà sao cái số em nó lận đận thế chứ lại. Quá khổ. Sinh nở không được, hiếm muộn lắm. Mãi đến cái chuyến đò thứ tư, em mới có được một mụn con là cháu Mây đấy ông ạ. Ông làm cái gì đấy? Tôi cũng muốn là lão lấy đò thứ năm đây. Ông cứ làm cho em khó này, nói chuyện lắm. Bà này, tôi nói thực với bà,
tôi cũng khổ lắm, cô đơn lắm bà. Tôi với bà, hai đứa đều cô đơn. Tôi đã từ lâu vắng bóng người vợ hiền. Tiền không thiếu, nhưng đêm ngày quạnh quẽ, tôi vẫn mình tôi, càng ngày kiếp đời đơn côi. Tiền gom hết đem xây nhà để cho mượn, cho có niềm vui sớm khuya còn có tiếng cười. Ông Linh này, thế mà cái lúc mới gặp ông tôi cứ ngỡ là ông sung sướng lắm cơ đấy. Chả sướng gì đâu. Gớm, cái đời tôi sang đến cái chuyến đỏ thứ tư là coi như xong rồi ông ạ. Bây giờ chỉ thương cho con Mây. Tôi cứ lo cho nó làm sao nó đừng đi vào cái vết xe đổ của tôi. Tất cả mọi thứ tôi chỉ dồn cho nó thôi. Đời con gái. Đừng khóc nữa. Ông biết chăng ông, tôi khổ nhiều năm, tôi khóc nhiều. Đời con gái như hoa nở sáng sớm, chiều về nhuộm âu phiền. Tôi đã lo toan cho nó vào nhà dâu học hành dở dang, tôi xếp lại mở hành trang yên bề lấy chồng thắm duyên tơ hồng. Tôi cũng thỏa niềm đời mong. Lần này lên đây đưa nó về lấy chồng ngay, chứ lỡ tuổi xuân thì lỡ luôn một đời con gái chiều. Ôi trời cha, mẹ thiên sư bố tay đấy, bố cái tay đấy lại cái tay phát cái tay cứ thấy gái cái là lung tung. Bố thiên sư nó khổ dậy mãi rồi. Thôi đừng đánh nó nữa, đã bảo phải kiên trì mới chữa được. Đánh mãi không chữa được ông ơi. Cho nên tôi nói với ông thế này. Ông cho cháu nó đi về với tôi hôm nay. Nhà để trai. Để làm gì? Người ta mang sính lễ đến rồi. Lấy chồng à? Lấy chồng. Ủa thế à? Ông ơi, được cái nhà này người ta cũng gia thế, tử tế. Và cũng có của ăn của để. Con nhà ông chủ tịch xã ông ạ. Ờ thế được khá nhỉ? Vâng, sính lễ em nhận rồi. Cái được cái có mấy trăm mét đất mặt đường là ông ấy đưa cho em. Chính xác mặt đường hay mẹ trong ngõ là rồi. Hỏi mãi vớ va vớ vẩn. Em rút kinh nghiệm rồi. Bởi vì tại sao em cũng còn phải lo cho cái thân em mà. Cho nên nhớ, đợt này em lên em đưa cháu về quê là tuần sau cho nó làm đám cưới luôn. Ôi trời ơi. Ôi rồi. Thằng này là thằng nào hả ông? Thằng này á, nó ở phòng này. Thế con Mây ở mà tại bà, tất cả tại bà hết. Ủa sao tại tôi? Tại bà mấy năm nay bà, bây giờ hôm nay bà mới lên. Ủa mà tôi? Cũng tại tôi cho hai đứa thuê phòng nó ở gần nhau, thế là nó sang, thế là nó ngủ giao lưu. Chả học hành gì cả, bố nó phí cơm phí của. Cháu ơi. Dạ. Tên là gì? Dạ thưa bác, tên cháu là Phễu ạ. Nhưng mà bác Hình bác ấy toàn gọi cháu là... Này, này, là này gì? Dạ. Mày không giả tiền tao, tao còn lái cả cái họ nhà mày ấy. Tao đổi cả cái họ nhà mày ấy. Cháu là Hoàng Trọng Phễu mà bác gọi cháu là Nguyễn Văn Phễu. Mẹ đặt cái tên là Phễu, nghe nghe đau hết cả mồm. Thế sao không còn cái tên nào nữa hay sao mày đặt tên đấy? Hả? Bố mẹ cháu đặt như nào cháu biết thế. Gớm,
Thế bố mẹ cháu có bán rượu không mà đặt là phễu? Dạ không ạ, nhà cháu bán mắm mà. Úi giời. Này bác bảo này. Dạ. Cái tên phễu nghe nó thế nào ấy? Thế ạ. Bác thấy phát âm nó cũng khó. Thế. Quá khó. Mà nó cứ phụt phụt vào mặt. Nên là phọt nước dãi vào đầy mặt tôi bao nhiêu lần rồi. Có mất vệ sinh lắm, mồm mẹ toàn thuốc sâu thôi. Bác bảo này. Dạ. Bây giờ bác đổi tên cho mày nhá. Vâng ạ. Bác đổi cho mày là thằng Hoàng Trọng Vòi. Úi dồi. Ôi vòi rốt là phễu cho nó dễ gọi. Vòi với phễu khác gì nhau? Con phễu phễu tôi gọi mà răng mà nó có vấn đề là nó bay răng ra chứ không phải chuyện đùa đâu. Làm bao nhiêu ăn hết bác bảo chỗ này. Dạ. Phục vụ mỗi thế mày mà có cái vấn đề gì mày muốn trình bày thì mày cứ nói tử tế, mày ra đây mày lăn đùng một cái là bác choáng. Mày nói luôn đi. Không nghe được cái gì vào mấy cái gì cả. Bây giờ cháu nói lại đi. Vâng. Nhá, xúc tích thôi để cho bác hiểu. Vâng ạ. Nào nói lại nào. Dạ thưa bác, cháu là phễu ạ. Ừ. Dạ cháu đã tìm hiểu em Mây được 4 năm nay rồi ạ. 4 năm. Dạ. Nói luôn đi. Thế bác đã hỏi này nhá. Vâng. 4 năm đấy, thế cháu đã tìm được cái gì ở con Mây để mà hiểu chưa? Dạ thưa bác, tìm thì cháu chưa tìm thấy. Nhưng cháu hiểu rằng Mây sắp đến ngày sinh nở. Ôi giời. Ôi bác ơi, bác ơi. Đâu, đâu. Cháu ơi. Chuyện này bình thường ấy mà. Bây giờ các cháu nó coi như sống thử. Bình thường đó. Ôi giời ông ơi. Sống thử. Ông ơi, hình như tôi lên cái cơn tiền đình. Tôi vừa nghe thấy cái gì ấy nhờ. Cháu nói lại bác nghe cái gì dưa bở. Dạ không ạ. Cháu khẳng định với bác rằng là Mây sẽ là vợ của cháu ạ. Cháu ơi, mày chưa có công ăn việc làm gì. Ừ. Vẫn còn đang ở thuê ở trọ ở đây này. Ừ. Nuôi cái thân mày còn chưa xong, mày lấy làm sao được con Mây. Ừ. Mày phải nghĩ cho bác chứ. Mai mốt bác già, bác chả làm lụng được gì nữa, ai lo cho bác. Đúng Hình, không nhỉ? Hình no đấy. Mẹ Hình mà no rồi con này à. Thôi con Mây đâu? Dạ. Tôi sáng này giờ nó tránh mặt tôi hay sao? Ý, không bác ơi, thế nào nữa. Mây yên nghỉ rồi. À thôi, nhâm. Ý cháu là nói là Mây đang nằm yên, nghỉ ngơi dưỡng thai ạ. À. Ừ. Nó nó đâu? Dạ. Không. Hay nhở? Cháu biết rồi. Cháu biết tôi là... đi vào. Đi. Không, được rồi, bác cứ bình tĩnh. Cháu biết là tình cảm là lâu ngày hai mẹ con không gặp nhau. Ừ. Nhưng mà quyền bây giờ là quyền của cháu chứ. Cháu cho gặp mới được gặp chứ. Quyền à? Quyền gì? Quyền cái má mẹ mày. Nhưng mà bác cũng đồng ý với mày. Cũng phải thử trước chứ. Không có về đẻ không đẻ nó cứ đái ồ là bỏ mẹ đấy. Đúng không? Quyền đấy, mày ra đây. Quyền con mẹ vợ mày đây này. Thế bố vợ mày đây này. Úi giời ơi. Mẹ Hình nghe bố vợ đây. Cái gì? Ông vô duyên. Gì? Tôi đã quyết cái gì đâu mà bố vợ với mẹ vợ. Bà, ông nói thế ngủ nghe được. Thì bà bố vợ nhanh thế. Bà không quyết thì tôi quyết. Mẹ chưa chìa khóa số cua còn đây này. Ừ. Để tôi vào tôi thăm con tôi. Ê khoan. Mọi người nghe cháu nói đây. Ôi trời ơi, gớm. Vẫn có nói cái gì gớm nữa đấy. Thế là nó ấy xong là bây giờ là nó làm tướng đấy. Mây, em là tia nắng chiếu soi đời anh. Ôi trời ơi. Ông ấy nó hát. Em là chân lý cứu rồi đời anh. Hâm lắm cháu ạ. À. Em là gió mát ấp mồm đời anh. Em là mơ ước của cả đời anh. Mày. Em là chân ấm niên vui đời anh. Em là đôi mắt ngất ngây đời anh. Em là cơ máu nó say đời anh. Mau về đi khuya tay anh thật. Đời tôi đã xót xa nhiều cũng vì yêu, nên chỉ mong nó biết rút kinh nghiệm mà chọn cho đúng. Đừng mù quáng đi theo tình, chọn đúng thằng kia. Ôi đời con gái sau lần ngang trái thêm sầu tê tái. Thôi bây giờ con sẽ lo đi làm ngay, không còn trông ngóng đến khi gặp mày. Kiếm tiền chân chính với đôi bàn tay, chắc là Mây yên tâm chọn ngay. Thôi ta kệ bọn nó cứ đi thì thôi, trong nhà vắng lắm có mỗi mình
Bây giờ mình cứ lo thân mình đi, chứ còn bao lo to đó làm gì. Thôi ta kể bọn nó cứ đi nghỉ thôi. Trong nhà hoang lắm có mỗi mình tôi. Bây giờ ta cứ lo thân mình đi, chứ còn bọn nó ta lo làm chi. Thôi. Vâng. Thế nào? Thế có định cho con đi đẻ không? Ôi, đẻ ai à? Ôi, bố ơi. Ôi, mẹ ơi, cho vào con đi đẻ. Đẻ ôi, ngay, đẻ ngay luôn, đẻ luôn à. 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 Chỉ có đẻ thôi. Học thì ít mà chọc thì nhiều. Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Quang Thắng, Diễm Hương xin gửi tới tất cả những quý vị khán giả thân yêu của chúng tôi một lời chúc đắc tài, đắc lộc, nhiều tiền, nhiều sức khỏe. Sống nhờ bò, ngày ngày chăm sóc cho ăn để nó nhanh to. Vậy mà bao đứa thanh quản này cứ khinh tôi, chê tôi là đứa học ngu, quanh năm phải sống nhờ bò. Vì bực mình quá quyết đi làm quan, vì tiền nhiều quá mới mua được quan. Giờ thì tôi đã lên quan quyền thế đây mình, tiền nhiều nên cứ xong chơi tìm các em xinh. Chẳng còn ai biết ai ai chuyện cũ năm xưa, khi tôi còn sống lang thang quanh năm chỉ biết đàn bò. Giờ thì cuộc sống dương vui hào hoa, cuộc đời đẹp quá có ai bằng ta. Trước là chăn bò, giờ tôi lại làm quan. Nghe nghe nào ai tin thế mà có thật, giờ tôi đang làm quan. Nghe nghe nào ai tin thế mà có thật, giờ tôi đang làm quan. Bà tôi nhiều tiền, khi ta có tiền là đời lên tiền, khi ta có tiền là đời lên tiền. Là đời lên tiền là ôi giời ơi. Em làm quan xá chả có việc gì để chế cái ô. Tí nữa vỡ mồm. Có việc gì nó làm hết rồi, em có làm gì đâu. Toàn quân dưới nó làm, em chỉ ngồi ấn, ấn, ấn. Ô, mọi hôm mà là chỉ thở to, ho khẽ cái là ra. Mà sao hôm nay mà gọi thế mà con vợ nó không ra nhỉ? Thú thực với các bác là em là chỉ ngại con vợ thôi. Chứ còn ở xã mấy em ấy, thì em thú thực với các bác là em nói có người nghe, em be có người sợ. Không tin các bác nghe đây này. Bay đâu? Dạ, có con. Ôi chết rồi. Có con. Dạ, xin lỗi mẹ, xin mẹ tha lỗi cho con à. Tam miến lễ, ta cho con bình thân. Đa tạ vợ. Khâm thử chồng. Ui giời. Nhất vợ đấy. Ôi rồi đất ơi. Vợ chồng nhà này cứ như phường phường trèo. Ô này tôi bảo này. Đây. Này ừ. Ông ơi ông. Sau mười mấy năm ông lên làm quan mà đến mãi tận hôm nay ông mới cho tôi sống lại cái không khí của cái thuở ban đầu. Ừ. Nó mất từ lâu lắm rồi. Từ ừ. cái lúc hai đứa yêu nhau. Ở ngoài ông nhỉ? Lên làm quan là tôi mất luôn. Ừ. Làm ở ngoài làm việc nhiều quá nên cứ gắt như mắm tôm phải ừ, không? Đúng rồi. Ừ, ừ. Về nhà nhìn thấy vợ cứ cáu thôi, cứ ngồi ừ, tôi bảo. Ừ. Sao hôm nay về sớm thế? Ở ngoài xã có cái gì vui? Ông có trúng quà gì không mà sao hôm nay lại sung sướng vui vẻ thế? Dạ thưa vợ, không trúng quà gì à. Ôi sao cái con ma nào nó ma nào nó nhập vào ông mà sao ăn nói lạ thế? Hả? Ừ. Sao? Chả trúng quà gì cả. Thế sao hôm nay ăn nói có đầu có đuôi có xuôi có ngược như là cái người khác nhập vào ông ấy? Thôi thôi vào việc rồi vắn tắt luôn thế này. Ờ, ở ừ. nhà này bây giờ là ai làm trụ cột? Thì ông đây. Ừ. Ông. Ai giỏi giang? Ông. Ai kiếm tiền bây giờ nhiều nhất? Ông. Ừ, thế ai nhiều bằng cấp? Tôi.
có mỗi cái bằng đi đâu mà suốt ngày vinh vinh vào vào. Bằng mới mang về, bằng mới treo ở chuồng gà nhà mày ấy, mày treo xuống bếp ấy. Có bằng làm mà đi không, em không có bằng mà tư mà thằng chân bò mà em làm quan nó mới đi ấy chứ, đúng không? Người ta làm vợ người ta ém như cái con dẹp rồi mà bây giờ còn lên mặt với người ta nữa thì làm thế nào? Thế tôi hỏi bà, bây giờ là bà có muốn làm quan to hơn không? Không. Vì sao? Có muốn làm bản vợ quan huyện đi. Trời, muốn không? Không. Muốn chả được. Tôi hỏi ông nhá, quan ở đâu ra? Quan là do thi cử mà ra. Thế ông có biết cái chữ nào đâu mà đi thi? Mẹ quan đẻ quan ra. Mẹ ông ấy là đẻ ra ông, đẻ ra cái thằng Trần Văn Bò. Nhưng tôi hỏi ông là cái hỏi cái chức quan xã Bò thì nó ở đâu ra cơ? Mày mua cho tao. Mặc dù tao là cái thằng chăn bò nhưng bây giờ tao lấy mày rồi, hiểu không? Mô mô mà đến giờ là phát từ nhà tao chứ nó không phát từ nhà mày. Có đẹp các bác? Em nói có đúng không? Đấy nó cành vàng lá ngọc cái như nó không hiểu được. Cái giờ là nó ăn treo, bây giờ là mồ mả từ nhà em. Thuyền cho lái ghé xe gái cho chồng nhà mày, đô đốc quận công nhà mày. Mày đi lấy chồng nhà chồng bên cướp mày cũng phải treo nhà chồng. Đấy không? Khổ lắm. Cái diplôm của tôi là tôi cất từ lâu rồi, tôi không nói. Mà tao vẫn phải nói như thế này. Tao vẫn phải nói này. Bố mẹ mày nhá, cho mày một đống tiền, đống của mày giỏi giang như thế. Nhưng mà có một cái mà bố mẹ mày không thể cho được, mà chỉ có tao mới cho mày được thôi. Mày biết đây là cái gì không? Thôi em không làm cái đấy. Ông ơi, thế chả lẽ tôi sống với ông gần đấy năm, ông không thấy tôi có được cái gì à? Thế con người tôi không được thôi gì. Tao có hỏi mày thế này. Tao cấm mày trước mặt khách nhá. Tao bây giờ là tao chuẩn bị là tao đã giải hết cả treo phích của luôn. Tao bán đi chức quan xã này đấy. Ôi tôi chết mẹ. Bán chức quan xã? Rồi. Ôi dồi đất ơi, ăn lộc chức quan xã mười mấy năm mà sao bây giờ lại đem bán đi? Gần hết hạn này tao bán để tao mua quan huyện. Mà này ông ơi, về hưu tao còn bơ, tao còn vét lên chứ không tao dần xây lên nơi giờ mày ngu đấy. Mà có ai mua hay không đi này? Tao giải chuyển đơn này thế nào? Tao giải cho áp với thế nào con đến mua? Ôi tôi xin ông, này cái việc này người ta phải kín đáo lắm đấy. Ông lại đem giải tờ rơi mới áp phích ra thế con cả huyện, cả xã, cả tổng, cả thiên hạ người ta biết thì rồi chết đi. Mà chính là cái mồm mày ấy. Giờ chú tâm tâm phải nói thế này nhá. Thôi ba cái điều này là cấm này. Tí nữa khách sẽ đến, không được trước mặt khách được cứ khoe cái bằng đít nôm nhá. Là một. Cái thứ hai là không được nói chồng là thằng chăn bò, hiểu chưa? Cái thứ ba là nếu mà mày mà nói ra là mày biết làm sao không? Vỡ mồm. Để chú đi vào đây. Đi vào. Đuổi vào thế rồi đấy rồi. Chào bà quan xã. Mày đừng gượng cái tiếng lòng của mày, mày tao không hiểu đâu. Đi vào. Này. Chào bà nhá. Rồi. Thằng này vào lấy tao nước. Ôi hát nào. Nước quá. Nhanh tao giết sống mày bây giờ ấy. Ô bố láo vậy. Ba bố láo vậy. Hả? Ô. Ai bà? Cho nói chưa? Mày nói đi. Ông quan xã đấy chú ạ. Quan xã? Ôi dồi ôi, quá sức tưởng tượng. Nhìn quan giống thằng chăn bò. Mày bắn đứng tao lúc nào đấy? Ôi trời chưa. Sao đứa nào nó cũng biết là tao chăn bò mà chỉ có không, mày đâu. Không, tôi mình không nói là tao gì. Là chỉ có mỗi tao là mới mày là biết là chăn bò chứ. Ôi trời ơi, chú, thôi tôi bảo đấy. Gì bác? Làm sao chú biết? Chú làm thế nào mà chú nhìn xuyên cả thời gian, nhìn xuyên cả quá khứ mà chú biết ông này chăn bò. Này, chú có biết cái thời ấy là thời oanh liệt nhất của ông ấy không? Thời hoàng kim là chính cái thời chăn bò ấy đấy. Chăn bò lại là thời oanh liệt. Thế là thế nào? Chú giỏi quá, chú nhìn mà phát đúng luôn. Thì ra cái thế này nhá. Giờ này thế nói với chú thế này. Ngày xưa là anh này chăn bò thuê cho nhà chủ của anh. Nhà vợ anh đây ấy, là cành vàng lá ngọc nhá, châm oanh thế Việt nhá. Thì anh mới để bò nhanh nó mới ăn lúa nhà. Còn này đấy, thế nói chung là bố mẹ nó bắt mới đền. Thế bây giờ bò mà ăn lúa rồi thì ra phân đúng không? Thế làm gì có gì mà đền. Thì cuối cùng lại anh đền mạng đấy nhá. Đấy, bố mẹ nói con không nghe uất quá, thế là cũng đã đùng ra đi theo phân luôn. bác cứ nói nhá, em hiểu được bao nhiêu thì em hiểu nhá. Không hiểu à? Thế bây giờ em cũng xin tự giới thiệu với bác luôn. Thôi nói luôn đi. Thế này, em ấy là làm nghề chăn vịt và kinh doanh các loại nông.
bác hiểu không? Lông, lông vịt, lông gà. Ừ, ba đời gia truyền chăn vịt đấy. Thế một hôm bắt đầu có cái dịch cúm. Thế bắt đầu vịt nó chết hết. Thế bố mẹ em mà tiếc của đi theo vịt chết luôn. Thế là đương nhiên em thừa hưởng cái tài sản cái chú ấy thôi. Thế đầu tiên là bắt đầu em cũng hoang mang mất một ngày rưỡi. Mà hoang mang là bây giờ làm gì để sống bây giờ? Vì từ trước đến giờ em không biết làm gì. Em chỉ biết chăn vịt đấy. Ê, may quá, cái hôm vừa rồi ra chợ nhặt được cái tờ rơi của bác. Đây đây đúng rồi, của tao đây rồi. Vâng, em mới phát hiện ra một cái nghề dễ kiếm sống vô cùng. Đó chính là cái nghề làm quan. Làm quan là thôi, chỉ có làm quan. Không phải làm gì. Phải làm gì? Chỉ việc ngồi một chỗ, cầm cái chiện, dập. Cúng ra tiền. Em sung sướng quá. Em về nhà em bán hết ruộng, vườn, nhà, cửa, đất đai. Được 200 quan. Đến đây mua cái chức quan xá, bán ông giả 200 quan. Ôi giời ạ. Ôi đất ơi, chú sang làm gì? Chú sang đây. Ông ơi, ông. Ôi đây đây. Mày 200 quan mà gì mày cuống lên đấy. Mày có biết ngày xưa tao mua 200 quan là bao nhiêu vàng không? 50 lạng vàng. Bây giờ 200 quan tao mua có 4 lạng đấy. Ôi giời đất ơi, mày ngu thế. Không có thằng nào nó ít óc hơn cái thằng này đâu. Không có ai mua cái chức quan xá của ông đâu. Cứ để đấy, để cái việc của nó. Này, chú có thể giả thêm 2 chỉ nữa được không? Thú thật đấy bác, cái này gia sản nhà em là bán hết rồi. Bây giờ ở nhà cái nông gà, nông vịt nó không còn. Thế à? Đấy. Nếu mà bác không bán thì thôi em cũng chịu. Ở thế thôi nhá, thế chịu luôn. Thế ta cứ ghi nhận thế, là nếu có ai giả hơn 1 đồng người ta cũng bán nhá. Ở đây là đấy, có người đến rồi đấy. Đấy, đấy. Tao nghe từ từ có người đến, có người đến rồi đấy. Đấy, có người đến đây. Ôi, có ai ở trong nhà khách không? Khách đến mua rồi đấy. 1 đồng tạm đi. 1 đồng người ta bán. Cứ đến bên nhá. Bép bép rồi, giết đi. Bép bép rồi, bép. Đâu? Tao đi tao còn không ngờ, muốn đi chờ đúng nhịp lên lại còn nhạc vào nữa là nhịp đi nào được. Ngã ngã vỡ mặt ra chứ này. Mà lạ thật, nó cứ ông lớn bà to nào đi, nó cứ phải cho nhạc sập sình ra rồi nó mới chịu được ấy. Chào gia đình. Nhà to đẹp quá, nhà quan có khác, hoành tráng quá. Làm quan thì phải khác dân chứ, có phải không nào? Phải khác chứ. Chứ còn nhà mà lại nghèo giống nhà dân thì làm quan làm đất gì? Nói chuyện mẹ đi. Cho nên là chú cứ phải phát huy nhá, ăn trắng mặc trơn rồi giàu có lên để cho dân người ta lấy làm gương để người ta phấn đấu nhá. Có khỏe không? Mày là thằng nào mà vào mà ngốc ngao ngay à? Thế à, thế à, này, thế là trong nhà này thì đứa nào là dân, đứa nào là quan ấy? Bác ơi, bác nhầm rồi. Em khách thôi. Đây là vợ quan, còn đây là quan này. Ôi thế hả? Ôi quan đấy hả? Ôi ta nhìn, ta cứ tưởng thằng chăn bò à? Đồ chết mẹ. Làm mày. Mấy ra ta bảo đấy. Chứ mày, mày đi buôn dưa lê bán trứng thối ở đâu mà sao đứa nào không biết tao là thằng chăn bò à nhỉ? Ông ơi, tôi xin ông. Cơm vợ chồng với nhau bao nhiêu năm, ông biết tính tôi, không bao giờ tôi hở môi đâu. Ông này lạ quá, lạ hoa, tôi đã gặp ông bao giờ đâu. Bác ơi. Ơi. Thế sao nhỉ? Bác sao hiểu nhầm bác gái rồi. Đây là trên cái tờ rơi của bác này, bác không ký tên, mà bác lại họa hình bác ngồi trên lưng con bò. Đến cái thằng trẻ con cũng biết bác là thằng chăn bò. Vì tao không biết ký mà. Phải gá cái người trên lưng. Em ơi, em ra đây bảo. Kể cả mày cởi cái áo vét ra, tao vẫn nhìn thấy mày thấp thoáng cái tâm hồn chăn bò. Thế này, anh thú thật với chú nhá, tâm sự anh em nói trắng phớ luôn này. Anh ngu quá chú ạ, đất biết làm gì hết. Cho nên anh phải đi mua cái chức quan xã của chú để anh che cái ngu của anh đi. Này, ông đừng có nói tôi ngu nhá. Ông cứ nói có chữ ngu là có nghĩa ông bảo tôi ngu đấy. Không, chú hiểu lầm anh rồi. Có nghĩa là anh ngu quá cho nên anh phải mua cái chức quan xã của chú để anh giấu cái ngu của anh đi. Thôi thôi luôn. Thì bây giờ anh không biết chú có ngu hay không, nhưng mà anh khẳng định với chú là anh rất ngu. Em nói thật với anh là em cũng nói thật với anh mới được. Em không biết là anh có ngu hay không, nhưng mà em khẳng định là em ngu luôn đây. Thật sự với ông này thì đấy, thì có nghĩa là anh nói với chú ấy là anh ngu, chứ anh chưa bao giờ nói chú ngu. Không, nhưng mà nói thế là ý rồi, có nghĩa là nói chú ngu rồi. Mày nói chung là tôi nói thật với anh, nói thật cũng nói với mày, nó không, tao không biết là mày có ngu không. Nhưng mà với anh luôn, tao khẳng định luôn là tao ngu đây. Tao bảo tao ngu mà này. Thì tao bảo tao ngu đây. Thì tao có nói mày ngu, sao bảo tao ngu. Thì tao nói là tao ngu, thì tao bảo mày ngu đâu. Thôi thôi, hai bác bình tĩnh. Em phát hiện ra một điều rồi, không phải cãi nhau.
từ nãy giờ em đứng em cảm nhận là tóm lại là hai anh đều ngu. Đấy. Mày ngu ấy, mày ngu lắm mẹ. Không, này áo xanh ra đây bảo. Không bảo thế rồi. Thì phải can người ta đi chứ gì. Thế con ra này mà nói ngu nữa. Bây giờ thế này nhá, thì thằng em nó phân tích thế là được rồi. Thằng Vân là coi như hiểu rồi. Ngu của thằng nào thằng ấy giữ nhá, của anh ấy dùng. Có phải không nào? Thế bây giờ nói trắng phớ luôn. Thế bây giờ cái chức quan ấy thì bao nhiêu? Thế quan bà bán quan ông bao nhiêu là bảo đây? Ấy chết bác, em không bán chồng em. Bán chức chứ không bán người nhá. Khổ lắm, nói thật với bác thế này, ông cho tôi nói chưa nhỉ? Thôi tôi nói tôi cũng khổ lắm, tôi cũng phải bán đi chứ khổ lắm mới thật. Nói chung là nó mua, tôi tưởng là nó mua cho cái chức, nó mua cho cái bằng. Mà tôi tưởng là đến cái ngày lễ, ngày Tết người ta có thầy có cô người đi thăm thầy thăm cô mà mình chả có biết đi thăm thầy thăm cô vì là chả có thầy cô đâu. Cái gì? Mày, chú mày từ bé lớn không có được ông thầy bà cô nào hả? Thì nó mua bạc đấy làm gì có mà thầy cô gì đâu khổ thân lắm. Thế là chú là thuộc loại là rốt rồi đấy. Nhưng mà anh khẳng định, anh nhìn chú thì anh thấy là chú rốt thật nhưng mà được cái chú thất học đấy. Nó nói thế này là... Này, này. Nó nói thế này là nó khen hay nó chửi tao đấy mày. Ôi giời ơi. Đấy, anh thì anh không biết là khen hay là chửi. Anh chỉ biết là cái dân làng hay ai gặp anh cũng cứ mở vào mặt anh quá. Bảo anh là đồ thất học. Thế là anh nói lại cho chú nghe đấy. Thế thím xem cái đấy là khen hay chê nhỉ? Bác ạ, thế này này. Đấy, bác tiếp xúc và bác biết đấy. Em ngượng lắm ấy. Xin lỗi chú em lắm ấy. Vợ mày đẹp quá, tao phải khoác vai nó cái. Ừ. Đi chứ, bác. Bác ông ấy đang nhìn đấy. Thế à? Em chỉ là tâm sự cái chuyện gia đình thôi. Bác ơi, từ ngày ông ấy lên làm quan, em khổ lắm ấy bác ạ. Đuối lắm. Ôi giời, ngồi ông ấy thanh chức xong ấy là sạt nghiệp. Mà bao nhiêu cái bức xúc của ông ấy ở xã thì ông ấy đổ lên đầu em. Ông quên hết cả cái trách nhiệm vợ con người bác ạ. Đã bao đêm rồi quẩn quanh đèn khuya đơn bóng, tiếng em có chồng làm quan nhưng ai hiểu nguồn cơn. Bạn tình ơi nỡ lòng nói câu trách hờn, làm quan cũng khổ ăn không ngon giấc ngủ không tròn. Quan thời lo chăm môi trên nệt dưới đèn, tôi vốn sinh ra để làm dân chứ đâu phải làm quan. Bấy lâu tôi thường nằm mơ mà tôi hay khóc, tôi nhớ thương đàn bò và cái thời chăn bò ngày xưa. Bao năm rồi gần nhau tôi yêu nên tôi thương tôi xót cho mình. Từ khi làm ông quan xa tính tình đổi thay, ăn nói chua cay hờm hĩnh tính toán thiệt hơn. Ước chi ta cùng trở về yên ấm để anh chăn bò còn em là vợ hiền của anh. Xong chưa? Hey, xong chưa? Xong gì ạ? Xong gì ạ? Xong chưa? Hát trong trưa này tưởng rồi. Là xong chưa? Hát xong rồi. Thế bây giờ mày muốn làm xong cái... ở đây. Này, thế muốn làm cái gì nữa thì tao ngồi đây tao chờ luôn một thể. Này, bác. ra đây anh khuyên này. Anh thấy này nhá. Vợ chồng chú nên đổi nghề đi không khéo mau giàu hơn. Nghề gì? Bây giờ hai vợ chồng chịu khó đi ra chợ mỗi đứa sắm một cái cây gậy với cái bị đi đá bơ đi. Đá ống bơ đi tao thấy giàu mau lắm. Đại chúng mày hát hay quá. Hát cứ một nịm nên là tăng người, tao cứ nịm cả người đi. Anh thề nhân nãy anh không mang tiền lẻ theo đấy, chứ anh mang anh dốc hết anh cho cô chú đấy. Hay quá chúng mày. Bác nói thật không bác? Chứ lại không à.
Thế này thì trong cái lời ca tiếng hát của vợ chồng cô chú ấy thì anh thấy được một cái chủ đề nó rất là rõ nét. Sao ạ? Là cô chú là ước ao là chú thì muốn trở về cái thằng chăn bò các bạn ạ. Thế còn thím thì muốn là ở nhà để mà nấu cơm nấu nước cho như chồng. Ngày xưa ấy bác như ạ. Như ngày xưa có phải không đâu? Chán rồi vâng. Cầu được ước thấy rồi bây giờ cái chức quan ấy bao nhiêu nói luôn rồi. Đây thằng kia nó giả 200 đã khởi điểm ha. Em giả 200 quan rồi. Quan xã nó xuôi tự nhiên bác xuất hiện lung tung hết cả. Này, mày làm nghề gì mà có những 200 quan để đi mua đấy? Em chả làm gì cả, em chỉ chăn vịt thôi. Bán hết gia sản được 200 quan, giả 200 quan. Hèn gì cơ. Cái đầu như thế này mà chắc cái não này chỉ bằng cái não vịt thôi. Rốt. Bây giờ cái chức quan xã như thế mà mày bỏ ra 200 quan mày mua thế mày giả đến đời con, đời cháu, đời chút, đời chít mày à? Bơm. Dại thế. Nó phá đi đấy. Sang cái chỗ mà xóm mà gọi là lòi tói đấy, nó bán có 50 quan thôi. Đi sang đấy mà mua. Này. Cái thôn xóm lòi tói cái thôn vòi nước cái làm sao mì được với cái xã của tôi là xã Đại Phú. Đại Phú là gì? Đại Phú là giàu to. Cứ làm nói chung tóm lại là cứ làm đại đi là khăng giàu. Ở cái xã này không cần phải làm gì có nào hết. Chỉ có mỗi cái việc làm quan xong ngồi ấn dập. Không phải làm gì cả. Chú bình tĩnh, chú ngồi đấy chú sao nghe em nói thế này. Xã lòi tói thì bì sao? Chú, anh thì anh đi ra chợ, anh có nghe cái bọn là buôn lợn ấy. Nó có nói là ở đây có bán chức quan. Thế nên anh mới đến đây. Thế rồi đồng thời anh thấy được tờ rơi của chú. Brochure đấy chú hiểu không? Thì anh suy nghĩ này, xin hỏi chú một câu. Có phải là chú định bán cái chức quan này để hạ cánh an toàn hả? Để lấp liếm những cái mà việc làm sai trái của chú trong gần chục năm nay hả? Mày xin lỗi đi! Thằng này làm quan xã hơn chục năm mới không bao giờ có cái gì làm đúng nhá. Hả? Cái gì? Bảo gì? Mẹ toàn làm sai, không có một cái gì là đúng cả. Mà sai thì lo được hết, chạy được hết. Lo cho ai? Quan huyện. Úi dồi. Chết. Chạy hết cái gì đấy? Chết dồi ôi, cái miệng ông ấy. Rồi mà vạ mà chết đi. Quan huyện nổi tiếng là Thanh Liêm, ai người ta cũng nói. Mà bây giờ ông lại nói quan ăn đút lót thì có mà chết cả làng cái người cả tổng. Cái ông quan huyện ấy thì hơn chục năm này không gặp. Nhưng mà cái quan vợ, cái thằng quan huyện ấy thì thôi, cái quan này thì thôi rồi luôn. Cái thằng quan này nó ăn từ trong, cái quan này ăn từ trong ra ngoài, ăn từ ngoài vào trong, ăn từ trên xuống dưới, ăn từ dưới lên trên. Úi giời, nó béo như con trâu chuông ấy mà nó ăn thì thôi rồi luôn. Ông nói ai đấy? Úi giời, toàn ăn được phủ ngũ tạng thôi. Ông nói ai? Cái con vợ, cái mụ của cái ông kia quan huyện đấy. Ôi thế sao bao nhiêu năm ông lên Tết quan huyện mà ông không gặp quan huyện là sao? Toàn gặp bà con mẹ thôi. Ôi thế chết. Mà nó suốt ngày được kêu ốm, thế nào nó có một tháng nó ốm 4 lần mình lại phải lên thăm. Mà không biết mặt. Bao nhiêu là dốc hết cho con đấy. Con đấy phải nói nó con khốn nạn, con đấy mà không ăn biết cao mới chết. Mới lại coi như vậy, con đấy mà không ăn biết thấp em cao rồi lục thủ ngũ tạng nó mới thối ra. Thì nói chung là chị Huyền. Huyền con đấy mà. Chào chú xã. Thế đàn ông người ta chống nạnh chứ sao chú lại chống nạnh thế? Ôi chết. Khổ, đàn bà con gái người ta mới có cái chỗ trống để người ta bảo vệ bà mẹ và trẻ em như này. Thế chú bảo vệ cái gì? Chị... Thế sao? Thế bảo chị làm sao? Một chị... tuần chị ốm 7 ngày hả? Chị như con trâu trương hả? Thế tao không, ăn em... trâu trương thì tao ăn hết của nhà mày à? Em bảo chị là con cá giòn bể, chứ em không bảo là con trâu trương. Chị ở ngoài huyện mới ra, chị ở ngoài huyện mới nên. Mời chị ở ngoài huyện mới nên, chị ở ngoài huyện mới nên. Nhìn ô tô nó đi, chị tưởng con trâu nó phi. Mày ơi, mày đỡ hộ tao cái, tao tặc căng hết người rồi. Thôi anh ơi, em cũng run hết cả chân rồi, không hát được đâu. Thôi. Mày cũng đỡ chồng một tí. Ôi trời ơi, ông ơi. Tại ông hết đi, cứ khổ lắm, ăn nói như thế, bây giờ bắt tôi hát làm sao? Chị ơi, chị cho em vào bên trong nhà em thay quần một cái ạ. Em là em đồ mi xoắn rồi ạ. Chị cho em đi vào trong nhà em thay quần. Tôi chết rồi, ướt hết cả cái quần trong rồi. Bây giờ là xoắn nặng rồi phải không em? Đây nhá, chị bảo cho em biết em không phải đi đâu cả.
cái tuổi của em nó cũng gần đất xa rời rồi. Dạ. Mày có thể xón mọi lúc mọi nơi. Vâng. Chứ không riêng gì mày gặp chị, mày nói xấu chị thì mày mới xón nhá. Vâng. Bây giờ nghe đây này. Vâng. Với tất cả những cái lời mà chú đã tự khai ra. Em biết em sai rồi. Rằng thì là mười mấy năm qua chú toàn làm sai, chưa làm đúng bao giờ. Dạ vâng ạ. Thì cái tội đấy không những là mất chức mà có khi phải đi tù đấy. Ôi giời ơi. Ôi giời, cứ nghĩ đến cái chữ đi tù là em chua nét người rồi. Em tu được với chị nhá, ngày xưa nhá. Này em chỉ ăn trộm có hai quả cà chua thôi mà năm 14 tuổi mà bọn ở xã nó đưa vào nó rốt mà không biết nó đập gì vào đầu mình, nhưng mà không biết làm sao mà đi là trước tạm thông minh lắm bây giờ mà sao tôi ngu thế đấy. Đập, ôi, chị làm gì lấy gì thì lấy, chị muốn làm gì thì chị làm chứ đừng cho em chữ đi tù, em run hết cả người rồi. Chú đừng có sờ vào người tôi. Tôi nói thật với chú ấy, chị thương mặc em. Dù cả 10 năm nay chú cho tôi ăn dày mặt đi, nhưng mà tôi ghét chú nhất. Cái mặt chú dễ ghét lắm, chú hình dung cái bánh dày không? Mặt của chú tương tự như thế. May mà hôm nay có con vợ của chú nhá. Tôi nể nó là nể cái díp lơm của nó. Này, cho chị nên là để đấy. Chị suy nghĩ rồi chị binh đường cho. Chị ở ngoài huyện mới lên. Chị ở ngoài huyện mới. Ra đây chị bảo này. Dạ. Thế chị nghe bảo là vợ chồng em ấy có mẫu rưỡi đất ở mặt tiền sông hả? Ngài đừng đi lại đi cướp à. Mẹ mày làm bao nhiêu năm trời mày có hơn mẫu ruộng để đây cuối đời tao về tao rút thuyền đấy. Mày đi cướp à, đi cướp à. Mày chống bằng tao chống không? Tao đang nói chuyện với vợ mày nhá. Vâng. Tao không nói chuyện với mày nhá. Vâng. Bây giờ thế này, mày bảo mày làm du thuyền ở đâu? Mày làm du thuyền trong trại giam đi trên cạn à? Thôi chị lấy hết chỉ có hai cách thôi. Hoặc là còn tiền thì mất người, hoặc là mất người thì còn. Thôi em của đi thay người, chị ăn hết đi, chị ăn đi. Ngày em biết chị ăn 5-6 cân thịt rồi. Thế nào chị cũng mỡ trong máu, đường trong máu, mỡ trong gan, có thắt động vật kim. Em nói thật với chị, đỡ ăn lắm rồi. Mồm họa cũng do cái mồm, mà bệnh cũng do cái mồm. Khổ thân. Tiếc của quá, nó đổi cả giới tính cơ. Thế bây giờ mày phải làm sao? Mày dẻo bằng chị không mà mày cứ lượn đấy hả? Em mày nghe điên à? Em nghe đấy, bảo chị áp huyết thấp hay sao? Thế em lạy chị. Ra đây chị nghĩ cách nào thì nghĩ cứu vớt cho nhà em. Chị tính hết cả rồi. Dạ. Đây này, tao soạn sẵn hết cả rồi đấy. Ôi trời ơi, cướp ngay. Đúng một mẫu rưỡi có phải không nào? Vâng. Tao ghi sẵn trong đây rồi đây. Vợ chồng chúng mày lăn tay hộ tao cái. Em hết mực rồi, em hết mực rồi. Là em hết mực rồi. Bút em hết mực rồi. Ăn bao nhiêu cũng là ăn nộ con kia. Ôi thương ghê con. Như thạch sùng mất củ ấy. Ra đây, ra đây. Chị cũng chuẩn bị hết rồi. Cái áo này tao mới ruộng, hiểu không? Mực nó chưa có khô lắm cho nên không vấn đề gì, để tao tính hết, không phải lo. Đưa cái tay đây tao mượn cái. Ngón nào đây? Ngón nào chả được. Ui dồi ôi mồm. Ôi, điểm chứng ngay, ui dồi. Điểm luôn, con này. Dạ, tôi để nhà em đại diện ạ. Không, bây giờ cái luật là phải hai vợ chồng. Ừ. Thằng chồng lăn xong rồi mày kiện tao, tao cũng chết á. Vớ vẩn, đây. Quệt quệt vào đây, tự nhổ đi. Ôi chị ơi, em khô hết cả nước bọt rồi ạ. Từ nãy giờ. Đấy cái mồm này, nó kém con hà mã không? Cha chân nhân cái con ăn trên ăn dưới ăn đầu suốt ngày nó ốm bao nhiêu làm bao nhiêu. Em viết ra đây bảo đây. Bà coi con. Thế bắt đầu kể từ ngày hôm nay trở đi nhá, là chú chính thức là lên cái gọi là xã trưởng của cái xã Đại Phú nhá. Thế có được không? Tôi bà bảo sao con làm vậy, nếu con không biết làm gì, con chỉ biết mỗi chăn vịt thôi. Bà đặt con ngồi đâu con ngồi đấy. Tao đặt đâu mày ngồi đấy nhá. Thế thôi đưa 200 quan cho chị đi, chị giữ cho. Em biết không, hôm nay chị trúng cầu đấy. Ngày hôm qua chị chỉ có tiền mặt, nó không có bất động sản. Ngày hôm nay đi thu hoạch được cả bất động sản lẫn tiền mặt. Vâng, em ạ, nhất chị ạ. Khổ quá, cái thằng này tao thấy á, không khéo mày làm một năm á, ở cái xã Đại Phú này, có khi cái xã này chuyển thành cái Đại Hạn ấy. Mặt mày ngu hơn mặt thằng kia nữa. Khổ quá. Tội nghiệp á, vợ chồng nó học máu ra bây giờ. Tao làm bao nhiêu gia đình học máu rồi chứ. Mày nhìn xem nó đi chưa? Đi rồi. Mà lấy tao cái bát ô tô ra đây. Ôi dồi ôi, làm gì đây? Mẹ tao học máu đi. Ui. Cha chân nhân đi con đầu cá bá đầu tôm kia.
cha chân nhân cái con mắt long sòng sọc lắm, đọc nhiều lông kia, cha chân nhân mày, mày ăn trên ăn dưới, ăn dưới ăn trên ăn từ là cha chân nhân mày. Quả này con này ông sẽ bán hết. Ôi trời ông ơi, ông sẽ bán hết, ông sẽ bán hết tất cả của là của chim của đội của ông có bao nhiêu. Thôi ông cắt kiên lên rồi đấy à? Con này ta cũng bán. Ôi sao bán tôi? Cứ nào mua ta cũng bán. Ôi sao bán tôi làm gì? Tao đang cần tiền. Ôi trời ông cần tiền làm gì? Nhân này đã đi rồi, không có tiền không bán, mày điên rồi. Trong tay không tiền đời mấy ai thương. Thôi thôi thương nhau thôi. Đến lúc có tiền con mù huyền gấp luôn. Bao đêm ngao ngán thở dài dạ. Nhìn lên mà hỏi ông trời, trời giờ tôi biết sống làm sao. Trời ơi. Nhưng khi có tiền thì tiền cũng có. Ngàn lời nói ai nghe. Tôi nghe ông thôi. Trần gian là cõi đọa đây, người ta chuốc oán gây thù vì một chữ tiền mà thôi. Ôi trời ơi, cha tiên nhân cái con mồi biển kia. Ông ơi, ông phải bình tĩnh mà sống chứ không thì ông điên mất đấy. Tao sẽ có tiền. Tao cho tiền, tao sẽ thuê đứa viết thư nặc danh đi bô xấu con này. Trời biết chưa không? Nãy giờ tao chơi cái quả nặc danh nhá. Xong rồi tao mua một cái chức quan phủ to hơn để tên đe đâu cưới cổ cái con mù huyền kia. Chị này ra. Chị thiêng quá cơ ấy. Chị thiêng quá, đốt được cả nhà em vừa nhắc chưa chị đốt à? Được mũi mà chị đã ra rồi. Chị ra chị giới thiệu tân gọi là gì đấy? Quan xá đây em thấy không? Có tiền hay tư thằng chăn vịt thành ngay trai đẹp bị trục xuất. Sao mặt xanh thế hả em? Chị với nó là định rủ vợ chồng em. Chào bà con cô bác. Sau đấy thì mình đi làm gọi là cái bữa tiệc gọi là nhậm chức của thằng này. Hay có được không? Được. Đầu xuân năm mới, Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Hồng Vân và Minh Mĩa xin cảm ơn những khán giả thân yêu của chúng tôi. Và xin gửi tới một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và một lời chúc đắc tài, đắc lộc, đắc bình an